Chào bạn, chào mừng bạn trở lại với Mac Pha Phách. Và ngày hôm nay, nếu bạn đã theo dõi cái kênh này lâu thì bạn đã biết là mình đã từng có thử một lần thử làm mì ramen giống Naruto. Clip nó nằm ở đây. Thì đó là lần đầu tiên mà mình thử làm mì ramen. Nó cũng khá là đạt được một ít thành công đối với mình. Thì ngày hôm nay, mình sẽ nâng cấp cái món mì ramen nó lên một bậc mới và theo một cái kiểu sáng chế hoàn toàn mới luôn. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm mì ramen cầu vồng và ăn với sữa đặc. Nghe nó hơi sai đúng không? Nhưng mà cái món này á, nó sẽ rất là ngon cho bạn coi. Còn bây giờ thì trước khi bắt đầu video, mọi người hãy nhớ ấn like, subscribe để ủng hộ cho channel của mình. Và tốt hơn nữa là hãy ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để mỗi lần mà mình ra video mới, mấy bạn sẽ là người đầu tiên coi nha. Còn bây giờ thì đi làm thôi, nói nhiều gì nữa. Xuống dưới bếp làm đi. Ok bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở bếp và trước mặt mình bây giờ nó đang là một cái nồi, một cái nước, một cái... Đâu nhiều quá à. Nói chung thì hiện tại bây giờ mình đang có bột rau câu ở đây và cả 4 chai nước ngọt để tạo màu. Thì ở đây có rất là nhiều vị, ở đây có sting nè. Cái chai này là cái chai cola blueberry flavor. Mình cũng chả biết chai này chai gì nữa, nhưng mà mình thấy nó màu xanh cho nên mình mua. Một chai Miranda màu xanh lá với lại một chai Fanta màu cam. Thì đó là những cái gam màu của ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ đổ nước vô. Mình sẽ làm rau câu của từng màu để có thể bỏ vô. Ok, bây giờ màu đầu tiên mình chọn nó sẽ là màu màu xanh dương đi. Một muỗng nè. Hai muỗng bột rau câu. Khuấy đều. Bây giờ mình sẽ đợi cho nó sôi lên, xong rồi mình bỏ nó vô cái quên, mình có một cái gọi là một cái công thức, một cái cách để có thể làm ra sợi mì mà không có cần phải kéo bằng tay hay gì hết. Đó là mình sẽ kiếm một cái ly. Ly có tên mà, Gregory không có tên. Mình đặt mấy cái ống hút nó vô. Vô không biết luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ nấu phần rau câu màu tiếp theo. Mình đã đổ phần màu xanh vô trong này rồi, bây giờ mình sẽ đổ làm phần tiếp theo. Mình chọn đi, mình chắc là mình chọn Miranda đi, xanh dương rồi có xanh lá đi đúng không? Có một điều hay ho mà mình rất là thích của cái trò này, đó là khi mà mỗi lần mình đổ vô bắt đầu bọt nó lên. Nhìn nè. Ok, khuấy đều nha. Hai muỗng canh bột rau câu. Lên mùi lên màu đó. Wow, màu xanh lá lên kìa. Đó, bắt đầu nó sôi mục lên. Bình thường mình thấy á, nếu mà để vậy nè, đợi một tí á, nó sẽ bắt đầu lắng bọt xuống. Lắng bọt xuống là bắt đầu bỏ vô được rồi đó các bạn. Đó, sôi thêm tí nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ nó vô cái ống hút này. À, quên, đợi nguội trước nha. Đợi nguội trước là hãy bỏ vô, chứ mà đừng có bỏ vô liền. Đổ vô liền á, thì trong trường hợp một số cái ống hút nào nó bị kém chất lượng á, thì nó sẽ bị chảy và là ăn rất là có hại sức khỏe, cho nên là theo lời khuyên của mình thì bạn nên để cho nó nguội lại một tí, nguội lại một chút rồi hãy bỏ vô. Màu tiếp theo lần này sẽ là Fanta. Đã.
Ok. Ok bạn, món cuối cùng chắc là cái này là cái nước mà ai cũng yêu thích. Xì tin. Ngon. Cái sợi mì đứt mà. Sợi mì xì tin. Mirinda soda kem. Đấy. Fanta nè. Fanta cam. Ui. Cái này là cái gì đó? Quên rồi. Ô đẹp quá bạn ơi. Đẹp thật sự. Ủa bạn nghe cái tiếng không? Người lừa nó lấy 30 phút. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí và thực hiện cái mì này ra dĩa nha bạn. Còn bây giờ thì ok bạn ơi, bây giờ tới lúc trang trí thôi. Đầu tiên là đá. Các bạn muốn xài đá gì cũng được, bình thường thì mình sẽ xài đá bào, nhưng mà ở công ty mình hiện tại nó không có đá bào cho nên mình xài đá này cũng được. Tiếp theo nó sẽ là tăng. Đây, mình có mua thêm mấy phần gọi là kẹo dẻo nữa để trang trí cho nó đẹp. Trái táo nè. Đặc biệt mì ramen là phải có trứng đúng không? Đây, mình chuẩn bị sẵn mớ trứng. Đấy. Ok thì bây giờ mình sẽ bỏ cái mì này lên. Chưa hết đâu, mình còn làm thêm một mớ nữa nè. Sao mình chơi ngu quá ta. Mình trang trí dưới xong mình đổ mì lên nó che hết rồi. Vậy ra mình phải trang trí ở trên. Bây giờ mình gấp lên trên thôi. Đấy. Ok bạn ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Mình có hai loại nước sốt bí mật ở đây. Thứ nhất, cái này là siro cam ở nhà mình. Thay vì mình đem một cái chai lên thì mình chiết ra một cái hũ thôi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô. Thêm nữa, sữa đặc vô nữa. Ok bạn ơi, bây giờ mình đã xong rồi. Wow, thơm phức luôn. Đây là mì ramen lạnh của mình làm ra. Còn bây giờ thì đem lên lầu rồi thưởng thức thôi bạn ơi. Let's go.
Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta tới lúc thử thành quả của mình rồi. Còn bây giờ thì đánh giá sơ sơ thì thật ra là lần này mình làm nó không có đúng như ý mình lắm. Tại vì mình mong chờ nó là sợi dài hơn, chứ là nó sẽ mềm hơn. Nhưng mà chắc là mình bỏ bột hơi nhiều, cho nên là nó hơi bị đi quá xa. Ăn là mình phải ăn cái thuần túy nhất. Ăn mấy cái này trước đó đã. Từ từ. Có sữa nè, có siro nè, rồi làm từ nước ngọt nữa chứ. Trời ơi, cái này mà mấy người mà muốn ốm như tôi ăn là bảo đảm giảm cân luôn á. Ngon. Wow. Kiểu nó tại vì khi mà nấu lên nó sẽ bị mất đi cái vị của nước ngọt hơi nhiều quá, cho nên là chỉ có xịt là mình còn nghe được vị thôi, còn lại mấy cái khác nó không nghe được vị nhiều. Nhưng mà ngon. Sữa cái kiểu béo ngon. Ok, giờ mình tới mình thử topping. Topping là kẹo dẻo đó nè. Wow. Kẹo dẻo hình trái. Kẹo dẻo hình trái lựu đạn á mấy dân chơi. Có ai có comment được giùm tôi trái này trái gì không? Nó nhìn giống trái lựu đạn vậy. Ngon. Kẹo dẻo ngon. Ăn thử coi. Ăn trứng thử coi ha. Kẹo trứng ngon hơn kẹo đậu đạn. Mình lụm được trong dĩa mì có cái nhẫn cưới nè. Cưới hỏi gì tầm này. Nhà nước cho cưới tới 30 tuổi luôn mà mình mới 23 tuổi rồi. Chiêu các bạn ơi. Một cái món nên thử làm á, nhưng mà cái món này, wow, theo mình thấy là một cái món khá là nên làm ăn thử. Tại vì trong cái thời tiết nóng nực như vậy, 12 giờ trưa thấy những bạn chạy ra đường, đi trên net, đi chạy bộ, tập thể dục gì đó, thì các bạn nên làm một cái dĩa mì. Cái này giống spaghetti hơn ramen thôi, nhưng mà mấy bạn nên thử làm một dĩa mì cầu vồng như vậy để ăn, thì mình thấy nó sẽ hợp lý hơn. Thì ok, đó là video ngày hôm nay. Và mình đã hoàn thành xong được cái dĩa mì cầu vồng này rồi. Thì nếu bạn thấy video này, bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe, ủng hộ channel của mình. Và nếu bạn muốn mình làm cái gì tiếp theo, hãy nhớ comment ở dưới luôn nha. Và hãy chấm điểm cho cái dĩa mì này được bao nhiêu điểm. Thì mình nghĩ là nó lớn, cái này của mình chắc cũng được 8 điểm ha. Ok, hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Mát đi đây. Hai, nếu bạn thích video này, bạn hãy nhớ ấn like, subscribe. Và bạn hãy nhớ ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo mới trên channel của mình nha. Và nhớ đón xem những video khác của tụi mình nha. Đúng rồi, còn bây giờ thì tạm biệt.